Kyiv nói 90% Mariupol bị phá hủy, thị trưởng thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine nói phần lớn hạ tầng đã bị phá hủy, trong khi Moscow và Kyiv tranh cãi về cáo buộc thảm sát ở Bucha. Tin buồn là 90% cơ sở hạ tầng thành phố đã bị phá hủy, trong đó thì 40% không thể phục hồi. Quân đội Nga đang hủy hoại Mariupol, các vụ ném bom vẫn tiếp diễn trong khi pháo phản lực phóng loạt được dùng nhiều, phần lớn là cuộc tấn công thường đến từ hướng biển nơi tàu chiến Nga hiện diện. Vadim Boychenko, là thị trưởng thành phố Đông Nam của Mariupol của Ukraine, cho biết là hôm 4 tháng 4, giới chức nói rằng còn có 130.000 người vẫn mắc kẹt tại thành phố so với dân số gần nửa triệu người trước khi bị xung đột bùng phát. Chúng tôi muốn sơ tán những dân thường còn lại nhưng không thể thực hiện trong hôm nay, thị trưởng Boychenko nói thêm. Các nhóm cứu trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế không tiếp cận được Mariupol trong những ngày gần đây để sơ tán dân thường. Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky đến thăm Bucha, thị trấn phía tây bắc thủ đô Kyiv. Ukraine cáo buộc quân Nga là thảm sát dân thường tại đây, nhưng Moscow bác bỏ. Bộ Tổng thống, Bộ Tổng tham mưu của quân đội Ukraine cảnh báo Nga có thể huy động 60.000 lính dự bị để tăng cường cho chiến dịch tấn công ở miền Đông.